các game thủ bên phía chúng ta cũng đã có những biện pháp như là reset máy hay là bất kỳ một cái vâng tình huống đổi cầu gì đó. Và map trong quân trong lượt trận thi đấu này đánh giá là cần. Thì bên phía kia sẽ là Gunny cầm Yamato và Katayan dành cho He vẫn thế. Và có một cái trận mà 98 em là người được cầm Roman và chim sẻ là người được cầm Choson. Những con phù của chim sẻ nắng ở trong một trận thi đấu này sẽ được vâng sẽ có một cái sự hiệu quả gần như là có số mã trên bản đồ. Bán khẩu trang 200k một hộp 50k. Vâng, thưa anh chị quý vị và các bạn rằng bán khẩu trang để phòng chống dịch bệnh cũng như là sức khỏe cho mọi người, chứ không phải là khẩu trang là cái để anh em buôn bán. À, không phải là giết trên đầu, cắt cổ trên đầu người ta như vậy đâu. Mà cắt cổ người ta đi. Vâng, JB cho hỏi ông bình luận có đeo khẩu trang không? Em có đeo khẩu trang chứ. Đeo khẩu trang nhưng vẫn đang để hở mồm. Còn Hồng Anh không cặp với xẻ à? Sẽ có một kèo Hồng Anh cặp với xẻ nhưng chưa biết kèo nào. Vâng, anh em mà thắc mắc thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Facebook Vũ Tú hoặc fanpage của nghệ sĩ nhân dân bằng Văn Vờ. Cắt trên đầu trên cổ mới đúng nhất chuẩn rồi. Em thì ca dao tục ngữ em không biết nhiều lắm nên là cứ nói bừa vậy thôi, nói đại vậy. Sửa lại quân của 98 đi, 98 là người cầm Rome. Vâng, bài mà chim sẻ đang có cho mình một bài hiệu to với bài cầm cho son cũng vẫn đang là hai cái nông dân đi dò. Phải hai nông dân mà hình như là 2SH thì phải. Vâng, hai con SH đi dò và không biết là có thêm bất kỳ một cái gì ăn chưa dành cho chim sẻ. Chỉ có năng đúng một bài hiệu 6 này thôi. Còn bên này thì màn hình máy nít từ game thủ 98 vẫn tiếp tục là cái màu 3 màu 7 quen thuộc cho cả hai gần nhà cả 16 he he. Và như vậy là gần Katayan, cắt dân ra ăn bãi quản này ngay và luôn. Và phải thiết kế được cho mình một chiếc BG ở thời điểm vâng đầu này thật đẹp để làm sao đó he he không thể có một chiếc BG hiệu quả. À he he đang đứng dân nếu 98 không thể đóng được cho mình chiếc BG. Kinh rồi. Với bài cầm Katayan, trừ khi đây là một bài mà he he có cho mình một vâng bài gỗ gần. Trừ khi đây là một bài gỗ gần thì he phút thứ 600 mới có thể đóng được chiếc BG như vậy. Còn không thì he khả năng sẽ đóng cho mình chiếc vâng BG trước khi đóng chiếc BS. Cũng đã có cho mình chiếc BG để có thể ăn tranh với Katayan rồi. Và có thêm cho mình một bài hiệu và một vòi nữa ở phía dưới dành cho game thủ U98. Thế như chim sẻ đang cũng đã chỉ ra cho game thủ U98 một bãi quả ở cái hướng mà 98 vừa câu voi rồi thì phải. 25/28 có cộng thêm dần nữa hay không? Vâng, hello tất cả quý vị các bạn. Vâng, xem xong xe đấu đầu tiên thì không anh em nào bỏ lag cả, bắt đầu sang xe đấu thứ hai khi mà các game thủ có dấu hiệu reset máy một cái thì anh em bây giờ lại bỏ lag rồi. Vâng, để em sẽ giảm bớt cái bitrate xuống để xem anh em có vâng xem mượt mà hơn được nữa hay không. Tại vì buổi chiều ngày hôm nay thì vẫn quay bình thường, rất bình thường. Cùng với đó thì sau trận đấu đầu tiên thì em vẫn cảm thấy mọi người vẫn đang cảm thấy xem rất bình thường và đang cổ vũ rất là nhiệt tình. Vâng, sang bắt đầu đến trận đấu đầu tiên này sang trận đấu thứ hai thì mọi thứ lại đang cảm thấy là hơi giật lag. Vâng, rất nhiều quý vị các bạn khán giả bảo là xem ngon lành nên là em cũng không thể nào khắc phục được. Hiện tại bây giờ cái setting máy móc nó cũng là khá chuẩn rồi, không lệch đi một ly một tí nào cả. Em chỉ có cho cái bitrate xuống 2000 để cho quý vị các bạn khán giả xem nó còn bị lag hay không mà thôi. Ừ.
Vâng, đấy quý vị các bạn khán giả cũng bảo là có giật tí nào đâu. Vâng, đây sẽ là bài màu game thủ 98 sẽ kích sang đến 11. Con chim sẻ. Kích rồi. Bằng cơ cầu kín bãi vàng dành cho chim sẻ lại đã. Đây sẽ là những con dân của Gunny. Anh là người được cầm Yamato và bài đánh thẳng cung A dành cho IA. Bằng sẻ sẽ phải có một quyết định gì đó hoặc là 98. Hoặc sẽ phải là bằng tạt cánh đánh đầu sang nhà qué he và one hit he ngay. Mang dân lên đây là chắc chắn có một cái dấu hiệu công ca vào nhà của game thủ he rồi đóng nhà bè ở nhà. Vâng, tầm khoảng đến 3 con chém lách, đừng để cho dân bằng đừng để cho he he nhìn thấy những con dân của chúng ta. He sẽ chắc chắn bằng chém sang bên này để có thể thủ cho game thủ Gunny. Kiểu gì cũng sang bên này thủ hộ. Vâng, bây giờ thì giò sẽ đi gần phù đầu của he he. Lướt nào, ôi giời, lạc đà đến nơi rồi. Vâng, chim sẻ từ điểm hiện tại bây giờ thì đang ra cả và đang tụ cho mình những con chém cổ vâng Yamato lại. Sau đó sẽ có chiều hướng công cả vào nhà của game thủ vâng Gunny ngay sau đây thôi. Chúng ta sẽ được xem truyền hình K cộng và K cộng nhịp sống trên fanpage của game thủ 98 ngay sau đây. Và bắt đầu bây giờ mới có nhà bè thứ hai dành cho game thủ he không. Như vậy là một tình huống mà he chơi phù ở phía trong. À không, Gunny chơi phù ở phía trong với bài đánh cung thủ phù. Bây giờ thì chim sẻ đang quyết định, đó sẽ là cẩu ca vào và mang dân vào vụ phù. Đánh kiểu này thì Gunny sẽ không thể nào có một cái lượng lực quá ổn để có thể lên được hẳn cho mình cùng hai áo ngay thì ở ban đầu. Bây giờ sẽ cần phải one hit được hẳn Yamato. Vâng nào, cung A bây giờ mới chỉ là một váy. Và những con nông dân sẽ có nhiệm vụ đó là mang vào để chơi những con phù. Đừng để cho họ phù mất con ca. Vâng, kệ đi, kệ cung A đi. Một tình huống mà Gunny đang không để ý. Và có thể phù được con chém không chim sẻ hay không? Một con thôi, chỉ một con chém thôi. Bây giờ đập phù, không, hai con chém. Đây là một bài phù đỏ dành cho game thủ Gunny chứ không phải là bài bình thường. Và hình như he cũng đã bắt đầu mang phù sang bên này để thủ lại cho Gunny rồi. Và một p để đưa vào trận đánh cung A. Và khá chắc chay đấy, Gunny tham đang còn là 18 và mất luôn hai con cả. Cái gì vậy hả rồi? Cái gì vậy hả rồi? Vâng, Tham đang còn 20. Bên này thì sẽ mặn mé đến từ U98 với bài cầm Roman. Tham 45 cùng mà đã là có dành cho game thủ cầm Yamato. Vâng, màu 6 bây giờ thì bác chắc chắn sẽ bị game thủ bằng U98 rũi những con sóng đơn sang, là màu 6 này gần như chơi phù là chết rồi. Có cửa U98 rồi. Vâng, nhưng quan trọng đó là Gunny sẽ là những con cung hài áo của Yamato rồi mang vượt thì khó đây này. Vâng, thank you anh Nguyễn Thanh Tùng đã tặng cho game thủ 98 50 sao. Vâng, Gunny lên đồng từ hôm qua rồi.
Mà cần phải trời phù đến từ lên trên bên trên mặt trên mặt trên mặt trên. Vâng, bây giờ thì đang là ba nhà BL ra đều rồi. Cần phải tăng thêm nhà BL nhiều hơn nữa. K này. Vâng, phù của game thủ màu 6 của Hè cũng đã bắt đầu rẩy sang bên này. Hè cần phù được cả hai con lạc đà, à hai con K của game thủ. Vâng, chim rẩy nặng nữa. Bây giờ thì Gunny đang có cả cho mình những con chém, cả cho mình những con cung A. Đấy, tình huống về E đến từ Gunny. Và tờ này thì cả hai chúng ta đều đang có quân và số lượng quân đang là tương đối đông. Gunny đẩy tờ này chỉ là một tờ bình thường mà thôi và bắt tờ này thoải mái. Và thang vẫn đang là 52, số lượng sóng đơn đang là cực nhiều nhưng tờ cung A đẩy lên thêm. Nói là quá đông dành cho Gunny. Vâng, hình như đã là những con cung A giáp 4 rồi, cảm giác cũng như con sóng đơn sọc vào không đau một chút xíu nào cả. Vâng, tham 52 trên 68. BL thứ tư. Và khả năng sẽ phải chuyển sang thế sóc chém rồi. Bắt buộc sẽ phải chuyển sang thế sóc chém rồi em ơi. Bây giờ em sẽ phải chuyển sang cái thế đó là đánh đầu máu và sóc lại tầm khoảng 4 đến 5 nhặt bằng BL với những con chém để đối đầu lại với những con cung A của Yamato. Và không hiểu ông He ông đối đầu với một con phù, ông đối đầu với một kích bằng sóng đơn mà vẫn vẩy E được. Giỏi thật sự. Vâng, bây giờ thì ra lại chém nào. Cung A đang đẩy ở trước mặt nhà của chim sẻ. Sẻ tham đang chỉ còn là 21. Vẫn đang lảng vảng trước mặt đấy. Đang có một khoảnh ruộng ấm. Đây sẽ là BL tiếp theo dành cho chim thủ chim sẻ nắng khi mới bị đốt. 98. Ngoài việc em sóc châu sóc đơn ra, bây giờ sẽ phải có thế trận mà 98 sẽ cần phải sóc châu chém. Vâng, họ đã bắt đầu đẩy rồi. Họ đẩy nhà 98 rồi. Cả Gunny và cả He đều bắt đầu có chiều hướng đẩy nhà 98 rồi. Đánh cái gì đây? Chỉ còn cách đó là đánh trâu những con chém của vâng Roman. Những con chém 4 đầu máu để đối đầu lại với vâng một bài Yamato của Gunny. Cung A thủ phù ngay thời điểm ban đầu và bây giờ bắt đầu đi đẩy những con cung A chay thì mới có hiệu quả được. Vâng, hiện tại bây giờ thì cũng có rất nhiều quý vị các bạn khán giả xem mượt và cũng có rất nhiều quý vị các bạn khán giả xem lag. Cái vấn đề này là một cái vấn đề do nhà mạng. Còn em thì em set cũng như là mình là viên thì setting chuẩn hết rồi. Vâng, khả năng 98 sẽ phải bỏ nhà để có thể đổi nhà của Gunny. Và ruộng cũng cần phải chạy đi em ơi. Họ bắt đầu đã vào ruộng rồi. Và nhưng đây là một cái hốc gần như là chết dành cho game thủ chỉ đạp. Cậu ở nhà đang có quá nhiều cung dành cho Gunny. Nhìn cái số lượng cung A mà cảm giác vào là không có một tí cửa nào. À, mặc dù đang là 61 với Roman. Vâng, và khó dành cho game thủ 98 và chim sẻ nắng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những lượt trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ hai trong C2 này gần nhà màu 6 He. Thắng trận thi đấu này đi thì chúng ta sẽ cùng với cái con đường đi gỡ và bật lại kèo đấu này. Vâng, họ là Sen và họ là Vapor. Hai loại quân mắc của mắc ở trong map la. Gần như là rất khó để chống đỡ. Vâng, quân chúng ta bằng mắc AC. Bài này sẽ phải là bài mà mắc C cũng sẽ phải có hốc để đâm mì được và giữ ổn định được cái số lượng vàng của mình. Và kích đòi 8-14 với 26 dân. Còn bên này thì game thủ 98 với bài AC đánh chỉ mới 24 dân thì 98 sẽ kích đòi cực sớm với bài AC này. Và chỉ đánh 24 dân thôi. 13% dành cho 98.
Bằng một bài mà chị ta muốn đánh cùng R lên sớm. Bài này đánh bằng cố 4A cũng được, không thì đánh 3A thời điểm đầu. Và có sẽ có thêm chiếc bet thứ hai. 9-4-11 dành cho game thủ chim xe. Rất sớm. À, dành cho game thủ chị U98. Một bài cầm AC An lên đời phải nói là cực kỳ sớm. Đang đợi gỗ để thiết kế chiếc bet thứ hai dành cho 98. Xe chưa lên đời, map này là cái map mà sẽ lên đời muộn nhất. Một bài kick 8-14 mà vẫn có lên đời muộn nhất. Vâng, cách xa một vạch thì là hiểu cái bài Semper bên kia là hai loại quần ép đời nó kinh khủng cỡ nào rồi. Semper thôi, chỉ là Semper thôi mà. Vâng, cũng cần phải tránh cẩn thận. Quay trở lại màn hình máy đến từ game thủ chim xe. Vâng, xe đã bị vâng chọc bởi 16 hè. Cổng giáp sẽ cần phải là đầy đủ. Vâng, hè có thêm cái gì chưa? Địa điểm trong này cũng cần phải kín lại. Cố gắng ăn vàng càng nhiều càng tốt. Và sau đó thì lát nữa khi mà lên đời ba xong thì chim xe đang cần phải có đủ một cái số lượng gỗ để đóng cho mình được một nhà bi đầu. 98 mới là người lên đời sớm nhất bản đồ trong cái map này. Trước xe và pơ. Vâng, pơ của game thủ anh em là người đánh chém và xe đánh cung. Vẫn đang là một bài đi và nói là cực rát vào nhà của chim xe. Với một giò một tê. Lạc đà là 2L dành cho game thủ he he. Bây giờ thì con giò đang khiến cho game thủ những quân nông dân của game thủ chim xe khả năng. Vâng, có chui được vào trong không ạ? Xe đang muốn bò rộng kiểu này. Đập luôn đi nào. Vâng, muốn bò kiểu này để có thể cơ cấu luôn cho mình bãi quả. Cần phải cố gắng làm sao xây được một y để ra y luôn. Cái hốc này sẽ là cái hốc, nếu như bò được thì sẽ là cái hốc tươi. Mà sẽ đang có cho mình một ô. Một tình huống lọt ảo dành cho con lạc đà của game thủ màu 6 hè hè ở mặt này. Vâng, lọt ảo giữa hai cây gỗ. Tôi thề luôn, nó quá ảo so với quy định. À, hai cây quả. Nó quá ảo so với quy định. Bên này U98 em sẽ phải có thế trận, đó là chơi nhà của Persian. Vâng, yếu hẳn đi. Trước thời điểm này lên đời là trước xe thật. Nhưng so với số lượng quân thì chúng ta sẽ không thể nào bằng xe được. Vâng, xe đang bị U98 bắt quân ở giữa đường. U98 cần phải bắt tơ này em nhé. Cần phải đi theo để bắt tơ này. U98 đang bắn được bãi vàng. Đang là người bắn được vãi vàng của he he. Vâng, đây rồi. 98 đang sang đây rồi. Bắt. Vâng, bắt luôn tờ này. 98 cũng đang có chiều hướng muốn bắn cho nhà của game thủ he he yếu một tờ để không làm gì được nhà chim sẻ nữa. Nhà BA thứ tư rồi. Dí luôn nhà của Gunny luôn cũng được. Dí luôn nhà của Gunny luôn cũng được. Bây giờ chúng ta đi bằng toàn bộ số lượng cung. Vâng, tham 45/44 cần phải có e. Chưa, đây kia gặp kia, sư tử kia, đấy. Vâng, he sang bên này với ba con lạc đà và một con giò không nhiều lắm đấy nhá. Số lượng lạc đà cũng đang tầm khoảng 7-8 con. Tranh thủ bắt tên lạc đà này và sau đó thì chúng ta sẽ dí thẳng sang nhà của game thủ bằng ngăn đi. Với một kích cùng R của AC. Tất nhiên là cùng R của AC An nó sẽ có hiệu quả hơn so với vâng cùng R của Seng. Nhưng quan trọng bây giờ là số lượng. Vâng, họ đang muốn ốp. Chúng ta đang muốn cầu kéo ở mặt dưới này và muốn bắt lạc đà trước. Hai nhà họ đang muốn ốp khi 98 đang là những con cùng R của AC An có cho mình được cái sắp 2 mà thôi. Cùng R nó đang khiến lạc đà, nó đang khiến 98 không thể mang quân về. Và ở nhà chính nếu như không kéo quân về tân này thì khả năng cao sẽ là người mất nhà. Thôi, ruộng chính em ơi, dân ruộng chính. Chạy. Nhanh lên.
nhiều dân, nhiều cung R đấy trong ruộng chính ấy. Vâng, én ngay vào luôn một tình huống mà cả hai game thủ đến từ team Liên Quân. Vâng, cơ cấu để đi ốp phải nói là cực kỳ khó chịu. Hè hè dụ 98 ra ngoài và sau đó thì gần đi ốp vào mặt nhà BA. Một tình huống dụ bằng Dương Đông kích tây phải nói là quá kinh nghiệm đến từ hai game thủ team Liên Quân. Mang toàn bộ số đặc đà của mình và dụ 98 ra đến giữa bản đồ. Và sau đó thì Gunny là người ốp vào mặt nhà BA. Bây giờ thì chim sẻ nàng mới bắt đầu mang y sang để thủ. Đây là một hình máy đến từ chim sẻ Maximilian Tham 23/84. Vâng, y đã là chiêng đồng 3. Nhưng vàng bây giờ là không có dành cho chim sẻ để nàng này. Bây giờ thì cứ cố gắng làm sao ra được vài cái ruộng ở phía trong. Nếu thể chảy đều một nhà đến hai nhà bi và có dân có thể ra được vâng dân ở nhà chính và sau đó thì ăn vàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải kết hợp. Một sự kết hợp hợp lý đến từ cả những con cung R của AC và những con vâng y của Maximilian chiêng đồng 3 tơn này thì mới chơi được. Vâng, Tham đang là 24. Y đã là có giáp và có chiêng đồng 3. Bên này 98 Tham chỉ còn 34 mà thôi. 98 bây giờ bắn DM và sau đó thì mang dần vào cơ cấu nhà cửa làm lại. Vâng, bây giờ thì lạc đà rang quá đông. Lạc đà nó sẽ có nhiệm vụ đó là vào trong để ăn cung R. Và những con cung R của game thủ mồm 1 Gunny ở phía sau sẽ có nhiệm vụ đó là dìa những con Y rằng theo thời gian. Số lượng lạc đà đang quá đông và cùng R nó đang áp sát luôn vào phía trong. Bất chấp luôn cả những con y chiêng đồng 3 của chim sẻ nắng đang vâng áp sát. Họ là Semper. Họ không phải là một trong những đơn vị quân vâng cùi bắp gì cả. Không hai người. Ở mà nhập quân anh cái nhá, máy anh không chủ được quân rồi. Và chúng ta sẽ đến với quân của các thủ đến Sparta trong trận đấu này. Như vậy là U98 là người cầm Hitty, trong đó thì chim sẻ là người được cầm Baby Hyper đấy. Vâng, như vậy là Yamato của game thủ Gunny và Persian đến từ game thủ Ehe. Và các bạn thấy rằng các bạn rất dễ dàng nhận thấy rằng bên bạn là hai tay chém ngày hôm qua thì Gunny cũng đã cặp với game thủ chim sẻ và có chiến thắng 3-1 về series trước cặp đôi BB và Thầu. Và ngày hôm qua thì Gunny thể hiện một màn chém thực sự là rất xuất sắc. Ngày hôm qua tôi đếm nhớ không nhầm thì ít nhất sẽ phải có tầm 4 đến 5 trận highlight chém của game thủ Gunny. Và ngày hôm nay Gunny cũng đang thiếu tốt trong khi được cặp cùng với cả game thủ He. Và hy vọng là cam thủ chúng ta phải bật lại ở trong series đấu thứ hai này. Vâng, đây là mảnh máy của game thủ chim sẻ nắng. Gỗ đầu là rất gần dành cho cái bài Maxi. Có đôi voi đã thấy rừng. Ở thời điểm đầu thì cái bài Maxi đang tỏ ra là rất rất đẹp. Rất rất đẹp nhá. Bên bạn là một Yamato và một Persian. Quả phụ đây rồi. Vâng, bài đang đẹp dành cho game thủ chim sẻ. Bài này để khung được nhà thì mà tôi nghĩ là cũng không cần thiết là phải khung nhà đâu. Bên bạn là hai quân thuần chém và có thể chuyển từ cung A đến từ cả hai người. Vâng, có thể là Per chuyển cung A và có thể là Yamato chuyển cung A thì cũng được. Nhưng dù sao thì Babylon cũng là đơn vị quân có rất nhiều lợi thế khi đầu với cả hai loại quân chém của bên bạn. Khi mà đây là đơn vị quân có phù cực kỳ tuyệt. Và các bạn có thể thấy rằng ba cây gỗ đầu tiên ở cạnh nhà của ông thủ chim sẻ nó là siêu gần. Đây có thể gọi là một cánh rừng nhỏ nhỏ xinh xinh dành cho thủ chim sẻ ở ngay cạnh nhà của mình. Và chim sẻ đang câu con voi thứ hai về đến nhà chính luôn. Một bài mà sẻ đang câu voi có vẻ là hơi sớm. Vâng, thấy hiêu rồi. Hiêu đã thấy, đôi voi đã có và quả phụ cũng đã có luôn. Như vậy bài đấu này để chim sẻ đã có thể gọi là đủ đồ. Đây là BS đầu tiên của game thủ chim sẻ. Hiêu có lùa về nhà chính không? Chắc là sẽ lùa thôi. Vâng, ít nhất là sẽ phải lùa về cái mỏ vàng. Chứ không đóng S chay để ăn đàn hiêu này thì có vẻ là nó hơi phí.
Vâng, chim sẻ chưa thấy đi dò thêm. Chúng ta sẽ chuyển sang ánh máy của game thủ U98. Trận trước ở 98 có một bài cầm Asirian đánh khá là hay. 24 dân và kích ở 94x lên đời cực kỳ sớm, sớm hơn cả xem per của bên bạn. Nhưng mà vấn đề rằng bên bạn là có xem và có per. Hai lại quần FB nó quá dễ và lực nó là quá khỏe. 98 đã có bài cầm Hitty cũng có vẻ như là khá khung. Nhưng mà đồ ăn của 98 thì đang là hơi ít. Tôi không thể có đồ lùa về dành game thủ U98 vào trong trận đấu này. Không có đồ lùa về. Đây là đàn hiệu đôi. Một đàn hiệu đôi cộng một mỏ quả. Như vậy đồ ăn cũng đã đủ rồi. Nhưng mà hãy nhớ rằng bên bạn là 2 pơ nhá. Vâng, đội bạn là 2 pơ. Và đội bạn sẽ có các bạn vừa 1 pơ 1 IA. Đó là hai đội quần có lợi thế về khả năng ép đời. Nên 98 phải thật cẩn thận trong tình huống cơ cấu nhà của mình. Đang thiếu E kìa 98. Vâng, thêm một BE nữa. Với phong cách xây nhà như thế này thì tôi đang nhìn thấy 98 dường như nó muốn chùi lên cái góc 12 giờ. Không biết có phải không? Đó theo suy nghĩ của tôi thôi. Rất có thể 98 sẽ đánh ở nhà. Và đánh ở nhà thì cũng được. Chùi lên 12 giờ thì cũng được. 12 giờ nó sẽ chắc hơn nhưng vấn đề là lực nó sẽ yếu hơn. Không biết là sự lựa chọn của 98 sẽ là như thế nào. Một lần nữa xin gửi lời chào tới tất cả anh em. Hiện tại thì sau cái bản tin thời sự vào lúc 7 giờ tối ngày hôm nay thì mọi người cũng đã thấy rằng tất cả các em thủ, thậm chí là các kỹ thuật viên đều đang sử dụng khẩu trang khi mà đi bình luận hoặc đi thi đấu đế chế. Vâng, tất cả đều phải có khẩu trang bởi vì cái dịch bia Cora hiện tại nó đang hoành hành khắp các tỉnh ở Trung Quốc rồi. Bây giờ đang lan sang dần Việt Nam. Và thông tin gần đây tôi mới nghe thấy nhất đó chính là một nạn nhân ở Hà Đông và nhà tôi Nguyễn Xiển ngay cạnh Hà Đông luôn. Thì là thấy bảo là có một cô là nghi là bị nhiễm bởi vì là bị ho hủng gì đấy. Đại khái là cũng khá đau đầu. Và người ta có câu là phòng bệnh là hơn chữa bệnh. Thật ra là hình như Corona này thì hình như không chữa được thì phải. Chỉ có phòng được thôi anh em ạ. Thôi tốt nhất là ăn chắc mặc bền và bo chắc cốp. Dính phát lại loạn. Và quay trở lại với cái trận đấu này thì các bạn thấy rằng chim sẻ có một trận cầm Babylon kích đời rất sớm. 24 dân kích đời ở cuối 9. Nhưng điểm số của chim sẻ vẫn đang không cao bằng điểm số của He He. Vâng, He là người lên đời sớm hơn cả game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Rất ghê gớm. Một bài He là người được cầm Yamato à? Phải không nhỉ? À không, He cầm Per. Vâng, bị chọc giò luôn rồi. Bài của sẻ là một bài khá khỏe. Nhưng bị chọc giò sớm như này thì không biết là sẻ không khỏe được hay không. Con giò công giáp dành cho game thủ cầm Persian. Vâng, đánh với He này phải thật tập trung và cẩn thận những tình huống mà He phải nghe. Và về của chim sẻ nhưng xịt. Con giò đối phương vẫn đang tỏ ra hổ báo hơn khi mà đầy đủ công nghệ. Trong đó con giò của sẻ thì chưa đầy đủ công nghệ. Sẻ nâng cấp đào vàng rồi. Một bài đấu mà sẻ để thịt để nâng cấp đào vàng. Chứ không phải là một tơn mà để thịt để có thể vâng nâng cấp được cái giáp. Có phải là He lên đời chưa? Vâng, con giò rất khó chịu dành cho game thủ He. Liên tục lại tình huống vẩy E của He. Và sẻ cũng đang là người vẩy E tốt. Chưa được. Con giò đối phương vẫn đang còn sống. Vâng, BP xảy ở đâu? Xảy ở đâu là để bo được nha. Vâng, xảy ở đâu là để bo được. Chứ không phải là xảy theo kiểu vâng, đồi cao thoáng mát là rất dễ là sẽ bị ốp vào nhà BP luôn. Một bài đấu tôi đoán là BL. Tôi đoán là BL của He là xảy cao đấy sẻ. Bởi vì là tôi thấy He lên đời cũng không sớm hơn sẻ là bao nhiêu. Nhưng mà con giò sang là tương đối sớm. Vâng, đội bạn đang công phu vào nhà của game thủ chim sẻ. Một tình huống công phu của He vào nhà của sẻ. Sẻ cũng đang có con phù thủy của mình rồi. Hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận mất con giò. Vâng, cả hai bên đều đang truy sát giò của nhau. Vâng, đổi giò cho nhau. Nhưng đối phương đang dường như là người khỏe hơn khi đối phương có con phù thủy. Và có một tê được công lên. Vâng, He đang đánh bài ôm bom cổ truyền của mình. Một bài ôm bom rất quen thuộc. Cẩn thận. Đội bạn cũng có phù chưa? Vâng, đội bạn đang có phù. Nhưng con phù của sẻ là phù đỏ. Còn con phù của game thủ He là con phù đen. Vâng, tơn đầu tiên như này là tơn rất rất quan trọng nha. Một tơn rất rất quan trọng cho game thủ chim sẻ nắng để có thể có một bài cân game thủ He, thậm chí còn là khỏe hơn. Vâng, thêm một con phù nữa của game thủ He. Sẻ cũng đang có phù. Vâng, đối phương cũng đen con phù thủy của mình đi nhưng sẻ chuẩn bị có ánh sẻ. Và khi có ánh sẻ xong thì sẻ sẽ có những đơn vị quân gỗ, đó là những con sọc đơn và những con cùng đò để có thể chống lại những con phù thủy của He. Bài ôm bom của He có thể gọi là không thành công khi đầu với cả game thủ chim sẻ nắng. Vâng, sẻ đang cân cánh bên này nhưng cánh bên kia dường như 98 đang bị công ca. Vâng, truyền trực tiếp ca cộng đến từ game thủ Gunny. Rất ghê gớm. Một bài đấu mà Gunny đang lên đời sớm.
bắt đầu có những con cung đò dành cho game thủ 98 rồi. Có một cung đò nở bên trong, Gunny đang vẩy. Và Gunny không phải là game thủ khả năng về quá sát, nhưng tình huống vừa rồi thì cũng là một tình huống mà game thủ 98 đang cố gắng để có thể đỡ nhà được con ca này không. Vâng, liệu rằng qua được con ca này hay không? Mà một cung đò đang bắn vào con ca. Rồi, mất con ca dành cho game thủ Gunny. Và ở phía bên trong thì U98 vẫn đang có thể bò được. Vâng, cố gắng chạy dần em ơi. Vâng, chỉ cần 3 đều thôi. Cái e kia, cái e kia. Cái móng kìa, cái móng bên kia. Cái móng bên kia cơ mà. Vâng, rất may là Gunny không để ý trong tình huống như thế này. Để ý sóc quân đều nha. Cung đò tôi nghĩ là nên ra ốp vào nhà BK. Cung đò ra ốp vào nhà BK thì sẽ là hợp lý hơn. Vâng, chim sẻ cũng đang đưa những con phù sang đây để đỡ cho game thủ U98. Một bài đấu mà chỉ cần chúng ta thủ được thôi là cửa thắng là sáng ngời. Vâng, 3 BA đều. Sẽ có tới 3 con phù sang phía bên này. Quay trở lại máy chim sẻ. Vâng, chim sẻ tham lại 29. Và đây là trận thắng đầu tiên của cặp đôi đến từ Sparta trước cặp đôi, vâng, đến từ liên quân của Skyred và Saigon Hill. Vâng, tỷ số là 1-2 ở trong xíu này. Vâng, chúng ta vẫn đang, vâng, để thua. Nhưng mà dù sao nó có một trận thắng thì cũng rất là hay rồi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, chung kết thứ hai của chúng ta ở trong xê đấu thứ 2 cẩm của đội bạn. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Đây là cho son của game thủ chim sẻ. Minoan và cho son. Vâng, 98 là người được cầm Minoan. Chim sẻ cầm cho son. Bên bạn là ai, Kapan ấy? Hả? Bên bạn con gì rồi? Chịu được con không? Ai Pan? Vâng, như vậy là Hepan. Vâng, đội bạn quân ngày hôm nay đang rất đẹp. Tôi nhớ trận trước thì bên bạn có một Yamato và một Pơ. Trận trước nữa bên bạn là một Pơ, một Seng. Và trận này bên bạn lại là Baby và Pan. Cảm giác quân bên bạn này mặc định có một chém cực kỳ tuyển. Vâng, cực kỳ tuyển dành bên bạn luôn. Rất khoai. Đây là mỏ quà của U98. Vâng, quả phụ đến từ U98. Ăn nhầm quả phụ rồi. Vâng, quả chính không biết là nó sẽ nằm ở đâu. Tạm thời thì 98 vẫn đang chưa thể thấy được cái mỏ quả chính của mình. Đâu? À vâng, như vậy là quả chính ở ngay bên cạnh. Bài dò thấy hai mỏ quả từ khá sớm. Ăn quả phụ trước, nó không sao. Bài này sẽ bị chậm một chút dần nhưng đồ ăn cũng đã gần đủ rồi. Và cảm giác vẫn đang là hơi khê dành cặp đôi đến từ Sparta trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay cảm giác quân bài không ủng hộ chúng ta. Mặc dù thì cả hai game thủ của chúng ta cũng như là cả hai game thủ đội bạn đều thi đấu tại sân nhà của cả hai người luôn. Đó là văn phòng của Ego Media. Vâng, con voi đang được cầu đến đến nhà của game thủ chim sẻ. Một bài cho Son Rian khung nhà. Vâng, tôi nghĩ là với cái việc mà có một Pavran trong đội hình của bên bạn thì có lẽ rằng Hè Hè sẽ là người đánh cung. Vâng, có Panper thì không lý do gì người còn lại không đánh cung cả. Mặc dù cung Babylon thì không phải là loại cung nó quá khỏe, nhưng dù sao nó cũng là những con cung R. Và nó cũng sẽ có cái tác dụng đó là chống những con phù thủy của chim sẻ lẫn cả game thủ U98. Bài này nếu như muốn cần được cái bài Babylon thì 98 sẽ đánh cung A. Nhưng mà bài của 98 thì tôi không biết là có đánh được cung A hay không. Tôi nhìn nghe có vẻ như là không đánh được cung A. Có vẻ thôi, chưa biết thế nào. Vâng, đây rồi, đây là game thủ cầm Babylon à. Vâng, Gunny là người được cầm Babylon. Như vậy Babylon cùng cánh của Cho Son, đồng nghĩa việc đó là cánh bên kia thì 98 cầm Minoan sẽ đầu với cả bài Pan đến từ He. Khá căng nha. Khá căng nha. Đây là BS đầu tiên của game thủ chim sẻ. Mỏ quả ở giữa hai nhà. Không biết là chim sẻ sẽ đặt BG trước hay sẽ là Gunny đặt BG trước. Không biết là Gunny dò đến mỏ quả này hay chưa. Anh em vẫn lag hả? Alo. Vừa hôm nay ngáo vãi. Không biết là anh cho em hỏi là em ngáo ở đâu ạ? Không biết anh cho em hỏi em ngáo ở đâu. Em hiện tại vẫn đang thấy mọi thứ nó rất bình thường mà không thấy có vấn đề gì ra cả. Lag hả? Thực ra em không hiểu anh em lag. Không hiểu tại sao anh em bị lag. Hiện tại thì em đang bật thêm một cái kênh sóng nữa để có thể theo dõi video livestream này xem nó có lag hay không. Và em thấy nó đang rất bình thường. Em thấy nó đang rất bình thường luôn. Em đang tự like và tự xem. Và nó không xảy ra bất kỳ một tình huống gì cả. Mượt như kiểu là Ngọc Trinh. Không biết anh em có anh em nào xem ngon không? Cho em hỏi là có anh em nào xem ngon không? Drop thì không drop rồi. Bizet thì để có 3.000 thôi. FPS thì để có 30. Chất lượng thì là 1920 nhưng 1080 HD. Chất lượng thì là chuẩn rồi. Cấu hình là cực kỳ chuẩn, không sai bất kỳ một cái gì cả. Anh em cho hỏi là có ai xem ngon lành cành đào không ạ? Tại em đang thấy thì 1 tỷ anh em đang kêu lag.
Vâng đấy, rất nhiều người cũng bảo mượt, anh Minh Vương thì bảo mượt này, anh Hoàng Trung Nam thì bảo rất ngon, anh Lê Tuấn Anh cũng bảo ngon, anh Đình Huy cũng bảo ngon, đấy. Vâng, đây là bài Minhoan đến từ game thủ 98. Minhoan sẽ đầu với Pan và 98 sẽ quyết định đó đánh chém ở trong trận đấu này. Bài này 98 bị chậm dần nên tất nhiên sẽ không thể lên đời sớm được. Nhưng mà tôi nghĩ là đỡ Pan, bài Pan không có đột biến thì chắc là vẫn sẽ đỡ được thôi. Vâng, Pan chưa lên đời nhá, 18 dân của Pan nhưng chưa nhảy đời đến từ Pan. Như vậy đây không phải là bài Pan quá đột biến dành cho He He đâu. Quay trở với bài cho Sondian của game thủ chim sẻ. Vâng, bài Gunny cũng tươi đẹp nha. Tôi thấy cái bỏ quả này ngay gần nhà Gunny nhưng Gunny không ngăn thì chứng tỏ đây là bài đẹp của Gunny rồi. Vâng, 26 dân đến từ Gunny. Chim sẻ đang có bài lên đời rất sớm. Vâng, cho Son có một bài kích 953 đến từ game thủ chim sẻ. Đây là bài lên đời sớm và lực khỏe của game thủ đang được coi như đội trưởng của Clan AOE Sparta. Bài này thì chim sẻ sẽ đánh kiểu gì đấy, không biết là chim sẻ có thủ phù bài đấu này không. Nếu như mà không thủ phù bài đấu này thì những tên tạt sang của Pan thì sẽ rất là khó đỡ. Và nếu như đánh phù thì lại gặp những con cung gờ của Gunny. Vâng, có giò, tôi thấy có giò của ai đó. Có phải không nhỉ, hay là tôi nhìn nhầm? Và như vậy là hình như không phải. Đây rồi, như vậy là bộ này đánh thẳng cùng đến từ game thủ Gunny. Rất tự tin. Rất tự tin với bài đánh thẳng cùng. Thế nhà cũng khá khung dành Gunny nha. Không phải là một thế bài nó quá xấu đâu. Vâng, con giò chưa có giáp. Một tình huống đi lỗi giò đến từ game thủ chim sẻ. Và ngay lập tức thì chim sẻ đang để mất khoảng nửa máu của con giò đó. Dân của Gunny vẫn đang còn ở phía bên ngoài. Chim sẻ đang là người trong giò. Vâng, con dân đầu tiên của Gunny phải nằm xuống. Họ có chọc chéo không? Vâng, chúng ta cùng xem game thủ U98. U98 không bị chọc giò bởi He He. Vâng, cũng chưa thấy He bên phía nhà của game thủ chim sẻ. Vâng, chưa biết như thế nào thôi nhá. Vâng, có chấm màu 6 ở nhà của sẻ rồi. Vâng, bây giờ mới thấy chấm màu 6 ở nhà của sẻ. Lúc ấy tôi vừa thấy cái chấm màu 6 đi qua nhà của sẻ xong. Sẻ ăn được 2 dân của game thủ cầm Pabran. Xuân ăn được 2 dân của game thủ cầm Babylon. Vâng, Pan là He He cầm chứ không phải là game thủ Gunny. Vâng, chim sẻ đang nâng cấp được cái công nghệ đó là bánh xe. Một công nghệ khá quan trọng để cho chim sẻ có thể giữ dân. Con chém đang được đẩy tới nơi. Và Gunny đang kéo những con... Vâng, He đang kéo những con... Vâng, nông dân của mình về. 1, 2, 3, 4, như vậy là 5 dân rồi. 5 dân của He đã phải nằm, 5 dân của 98. À, 5 dân của game thủ cầm Babylon đã phải nằm xuống. Vâng, He đưa lạc đà sang đỡ. Ồ, thế tươi. Vâng, đưa lạc đà sang đỡ, 98 khỏe nguyên đấy. 98 đánh 2L, đánh 1L đấy. Vâng, 1L đến khi là chuyển cung luôn đi thì cũng được đấy. Khả năng cao sẻ vẫn có thể cân được đôi đấy, thoải mái luôn. Bởi vì là sẻ có phù mà. Phù kẹp chém bài Babylon của game thủ. Vâng, He là một bài tương đối yếu. Vâng, ăn được con lạc đà đấy không? Một con thôi, vâng, xin một con thôi. Một lần thôi, người. Không được. Vâng, không được con lạc đà nào trong tình huống vừa rồi. Vâng, chỉ xin một con thôi, 98 thiếu gì không? Sẻ nhiều gỗ lắm này. Vâng, bơm 300 gỗ U98 để 98 có thể có một bài 1L và chuyển cục. Đây là mảnh máy của U98. Thằng này bài 1 cũng là một bài thủ phủ. Vâng, cũng đang có những con lạc đà để có thể đi quấy rối và làm yếu game thủ cầm Pan. Đây là bài Pamran lên đời không sớm nhưng dường như là lực khỏe. Lực khỏe dành cho game thủ He He. Khi tôi thấy rằng 2L đang ra tưới đều. Còn đây là chim sẻ. Chim sẻ vẫn đang cố gắng để cân đôi. Nhưng mà nhanh lên nhá, sẻ không thở được quá lâu đâu. Vâng, có phù được con lạc đà nào không? Vâng, được một con lạc đà dành cho game thủ chim sẻ. Vẫn đang là bài 1L và một nhà BP. Không biết rằng He đang ở đâu. Vâng, He có dồn hết quân lên đây không? He đang bị áp lực ở nhà rồi. Có lẽ không có nhiều lạc đà lên trên này đâu. Gunny đang là người đẩy những con cung rờ của mình. Đây là hai con cung rờ của Gunny thôi. Bài Gunny cũng là một bài tương đối yếu chứ không phải là một bài khỏe. Sẻ sẽ cần phải ăn được nhiều vàng hơn. Bởi vì sẻ đang phải dùng tới hai đơn vị quân liên quan tới vàng. Vâng, quay trở lại với máy của U98. Vâng, như vậy là U98 đang công phù lên nhà của He. Vâng, bắt buộc He phải kéo quân về nếu như không muốn bị bùng nhà. Vâng, ăn được có một lạc đà trong tân công hai phù lên mà thôi. 98 đang dần chuyển sang con cung hài áo của Minhoan. Đây là đơn vị quân được coi như là mạnh nhất ở bản đồ. Tham 33 tiếp tục là ra thêm những quanh ruộng nữa. Bài của 98 ở thì hiện tại vẫn là bài ổn định nhất từ trước đến từ đầu trận đến bây giờ. Vâng, lại là một tên mù tạt của game thủ cầm Pabran. Rất khó chịu dành cho Pan đến từ He. Anh ta tạt liên tục sang nhà của game thủ chim sẻ để giúp cho game thủ Gunny có thể có một bài khỏe ra. Nhưng bây giờ thì có lẽ anh sẽ phải chim én thôi. Sẻ bây giờ sẽ cần phải chi mén và nhiệm vụ đến từ game thủ U98 bây giờ là sẽ phải cân đôi. Bây giờ thì 98 sẽ phải cân đôi.
Sẻ đã cần đôi một khoảng thời gian rất lâu rồi. Tham 37 giành O98, không biết là cùng áo đã lên xong hay chưa. Đội bạn đang chuẩn bị sang nhà của O98 luôn. Đây là Minoan mà thoải mái đi, Minoan khỏe nguyên mà. Tỷ lệ cân đôi là có đấy. Vâng, đội bạn đang sang luôn nhà của O98 rồi. 98 cung A mới chỉ là một áo. Đang chơi đường nâng cấp cung A 2 áo. 4 nhà bia và ra thêm một vài cái ruộng nữa. Cũng đang có một tờn chém nhẹ nhẹ vào nhà game thủ cầm ba. Nhưng những tờn chém như này tôi nghĩ là không có nhiều hiệu quả cho lắm. Vâng, đội bạn đang muốn ốp luôn. Vâng, một tờn đang có rất nhiều lạc đà dành cho bài Pan Milan của game thủ He He. Không được rồi, tờn này không đỡ được rồi. 98 chuyển cùng có vẻ như là hơi chậm. Vâng, chuyển cùng là hơi chậm dành U98 trong trận đấu này. Vâng, chuyển cùng sớm hơn thì có vẻ nó sẽ ngon hơn. Hơi phí. Như vậy tỷ số định đó là 3-1 dành cặp đôi của He He và Gani ở trong trận đấu thứ 2. Tỷ số về C là 2-0. Và tỷ số về trận đang là 6-1.